Tiền ở đây thì em cũng nhờ mấy anh thông báo giùm và nói giùm, là cái anh mà kênh YouTube anh báo á, tránh ra. Để mẹ mẹ con nói chuyện tránh không, con ra. đi ra đừng đi sợ sợ cho con. Anh báo có thấy mấy anh đăng bài rồi xuống quay chung á, là em nghĩ đâu là cũng là giúp mẹ con em đăng bài để kiếm mạnh quân. Nhưng đâu ngờ á hả, người ta gia đình em á, dòng họ người ta coi á, nhỏ em nó nói biết là đăng sai vô được, nói kiểu giống như là con nhỏ con á hả, là nói con em á là kiểu giống như là đi qua đêm với ông già kia, xong rồi sáng á cái ông gáp á, ông già gáp á là rước về. Xin kính chào bà con cô bác với anh chị đi kinh giờ vui vẻ. Ủa em đang làm gì hả Vi? Dạ em đang làm gì hả? Thay đồ mới tắm xong. Ai cho em đồ nhiều quá vậy? Mấy gì ở quận tư á, người ta thấy anh đăng bài á, thấy anh quay người ta cho hả? Sáng dữ hả? Quay tối mà phải sáng thôi. Ủa em trên đó em mãi tới ra đây nằm võng vậy hả em? Nay được cái bếp lò này mà ta cho ha, mua hay quá ta. Nay anh đăng bài đó người ta coi rồi. Nay có xô bốc nước nữa nè, cho nước cho gạo rồi ăn rồi. Vậy hả, cho đồ quá trời luôn rồi. Còn hai chiếc xe đạp này ta cho luôn hả? Nhiều lắm. Vậy như cái cô đó cũng đang bỏ đồ lên xe cho em á, cái ở xóm ta thấy người ta cho. Là người ta biết em là đi chui xuống gầm cầu là ta cho em. Tới rồi đó, từ đó chơi không có đèn vậy hả Vi? Mày nào kiếm cái đèn sạc bình á, cái đèn sạc gì đó cho tụi nhỏ chơi gầm cầu tối thui à. Ở đây có ánh đèn hắt xuống cũng đỡ ha. Nay đồ đạc em cũng có nhiều quá ha. Thôi được rồi, đi anh. Nghe xuống rồi buổi tối em xì quẹt cho anh thế nào? Thường thường tối rồi mấy giờ ngủ Vi? Thường thường chơi xíu là ngủ rồi. Sao dạo này đen đúa à, sắm thấm mùi nước cống nhà bè. Cái gì? Thấm nước cống không mà da tiếp mà mai mốt là nó bị đen xì luôn rồi. Không có đen gì mà chắc. Hả? Đen gì mà chắc. Đen mà chắc hả? Nghe cho mình thằng ta. Đánh gà. Đây ra con, ngồi lại cho chú quay mẹ. Đó, đó có cái ca như vậy hút cho lên cho sạch sẽ không để nó bay bụi á. Đi. Ủa? Ủa Vi là con ba con. Đi lên cho. Dạ. Con bé Nhi con có em đâu rồi, đi đâu rồi? Nó lên bà ngoại nó rồi với đại rồi. Nhưng tiền ở đây thì em cũng nhờ mấy anh thông báo giùm và nói giùm, là cái anh mà kênh YouTube anh báo á, tránh ra. Để mẹ con nói chuyện tránh không, ra. Con đi ra đừng đi sợ sợ cho con. Anh báo có thấy mấy anh đăng bài rồi xuống quay chung á, là em nghĩ đâu là cũng là giúp mẹ con em đăng bài để kiếm mạnh quân. Nhưng đâu ngờ á hả, người ta gia đình em á, dòng họ người ta coi á, nhỏ em nó nói biết là đăng sai vô được, nói kiểu giống như là con nhỏ con em á là ở với cái ông lão nào á. Ủa vậy hả, có tin đó hả? 50.000 hai nháy là ý ông lão ông làm hai cái là cho 50.000 hả? Dạ đúng rồi. Trời cái trời nhất ơi. Cái hai á là nói con em á là kiểu như là đi qua đêm với ông già kia, xong rồi sáng á cái ông gáp á, ông già gáp á là rước về, rồi ông già gáp á cho tiền ý năm xì phố đó. Ý là nói con em là đi khách sạn qua đêm với ông già đó hả? Là không có nói là đi khách sạn, đi qua đêm hả? Đi khách sạn nhưng mà nói như kiểu là con em đã đi qua đêm với ông đầu bạc bên quận tư á. Trời ơi. À, cái ông chú mà tụi nó hay qua chơi thì đó người giờ. Ta lớn tuổi người ta già có người nói ta không lớn có tuổi nào cái nhân dự người ta. Con người ta ở nước ngoài hết trơn rồi, người ta có điều kiện dư giả. Người ta thấy con cái em với rồi em ngủ ngoài đường người ta thấy tội, người ta cho ngủ ở dưới nhà dưới, người ta ở dưới đất á. Người ta ngủ xuống trên lầu 3, chỉ có vậy thôi chứ không có gì đó. Mà nói cái kiểu giống như là mẹ con em là ở với mấy ông già. Xong rồi sáng về ở với cái ông già gáp, rồi ông già gáp cho ông Nhi tiền cho 20.000, nói là kiểu giống như là nói con Nhi là ngủ với ông đó, nên ông đó hương cho tiền. Trời ơi. Sao con em nó còn con gái nó mới lớn nữa. Đúng làm rồi. Như vậy mất vinh dự của nó, rồi sao mốt lớn nó lấy chồng. Rồi cái nhất cái hai á nói em giống như là em làm gái ở đây vậy. Quay cái clip mà em đang uống nước ở ngoài xong á, quay nói chuyện nghe khó nghe lắm kìa. Em nói với quán em mới làm cho ra lẽ, còn nói là em thương hai người đó thì có tới đâu là em tới đó,
Làm như vậy không giúp người ta thôi đi. Người ta bình luận quá trời, người ta nói chọn nhỏ này nó còn họ nói gì em mà nói em như nghĩ em làm gái em là mới sao? Đọc nó mới biết, tại vì em cũng không có để ý coi nhiều, là em không có mạng thường xuyên, em bận con cái em không lên coi nhiều. Người ta nói, người ta đăng á, kiểu như bình luận là kêu là con em còn cũng đẹp gái mà cũng còn trẻ rồi nọ, mà sao rồi ở với ông già chỉ uổng quá này nọ. Trời ơi, anh làm như vậy làm không, đăng như vậy làm người ta thử thiệt đúng rồi, tội nghiệp bé không. Nó nói à, mấy chú đâu, chú báo á, quay kỳ lắm, bắt con làm cái này làm kia, rồi bắt con á phải nói à, ai cứu mẹ con, ai giúp đỡ mẹ con, rồi con nguyện lấy người đó làm chồng, nhưng mà trong khi đó con nhỏ có muốn đâu. Mà con này nó khờ cái là nó không có nói với em đó. Em nhờ qua cái kênh của anh để em nói với mọi người là vậy, coi như mẹ con em thì bây giờ cũng vô hoàn cảnh khổ, là em không có làm ăn gì được, có ai giúp gì dạo cuối bây giờ cho mẹ con em ăn qua nhà. Chứ như hôm trước cô cũng giúp em tiền bán số cái thằng này, rồi em cũng không mua được cái em bán, bây giờ cứ có mình em dòm mấy nhỏ thôi, chứ mai mốt là em không có quay clip hay cái gì nữa. Ủa còn anh thấy đọc bình luận trên đâu người ta nói rồi rủ em đi đâu gì nữa mà dạ. Ai xin số em Zalo rủ em đi đâu gì nữa mà đúng không? Đó em có đi đâu gì đâu, nói toàn là nói chuyện gì đâu không á. Lúc đầu là có ai rủ em đi đâu gì không? Không. À vậy hả? Là đúng rồi, hôm trước là có gì nào đúng rồi, điện vô số Zalo của em, mà cái số Zalo là nó là cái số điện thoại cũ anh đúng không, nên năm ra chỉ có những người mà quen biết em rõ hay là có qua lại bên Zalo rồi có nói chuyện các bạn nữa thì mới biết được số Zalo của em để mà điện các bạn ngủ em á, cái gì qua giao lưu với em. Lúc đầu nói là có cái chị kia kìa, chỉ là Mạnh Thường Quân, chỉ gửi đồ qua cho xin địa chỉ đi, cái em gửi địa chỉ xong xin số điện thoại em mới đưa số điện thoại xong gọi nói em đang ở bển với ai vậy để anh qua chơi rồi giao lưu với nhau. Nói em không có giao lưu gì hết trơn, không có quen biết gì với anh đó, anh gọi qua đi anh ơi. Mẹ ơi, ở đây không có nhận gì nữa đó. Mẹ con Nghi bị bắt cóc. Giao lưu là giao lưu gì ra ở gầm cầu mà giao lưu gì anh Phú? Là kiểu giống như cái ngôn ngữ của Dương Ngăn chơi á, em nghe nói là giao lưu là kiểu như là trai gái gặp với nhau rồi cái gì chuyện gì đó đến thì đến rồi. À là kêu Dương Ngăn chơi nó kêu là vậy. Tao nói mày đi vô khán nha. Rồi hôm nay là Nhi nó Nhi nó thấy vậy là nó đi về ngoại rồi hả? Bà ngoại la quá trời luôn. Trời ơi. Nói á mày lên mạng lên báo đài chi hả cho người ta nè. Nói vậy á bả nói em mới biết luôn. Nhỏ mới có 15 tuổi thôi vậy sao 15 tuổi mà nói lúc đầu á là em lúc đầu là em qua đây là ngày đầu. Cái sáng là anh vào vô tình anh vào xuống rồi em gặp anh vào. Em cũng đã từ chối là em không muốn quay rồi nọ, anh vào cũng thấy khổ, anh vào thuyết phục của em rồi. Nguyên mẹ con em vậy thì em tính ra để cho anh quay sao mà không biết sao mà tự nhiên cái mấy cha xuống có mình cái ông đó là em nhìn em thấy ông ưa thì luôn. Em có liên hệ em nói không chứ bây giờ mỗi người mỗi tính mà đâu ai anh là chủ yếu để quay giúp đỡ em xong rồi cuối cùng mấy người kia sao lại đặt tiêu đề như vậy tội nghiệp con bé không. Em có điện thoại, em nghe mẹ em nói, mẹ em la gì đó. Em mới nói mẹ khoan để con điện thoại con hỏi người ta đính chính rồi coi sao. Tại em có điện Zalo cho ổng, em mới nói anh báo rồi cho em xin cái tên kinh của anh. Coi coi anh đăng cái gì, bữa giờ anh quay mẹ con em mà anh đăng như thế nào. Thì ổng nói xin làm gì, thôi xin chi. Ổng cúp máy rồi em mới điện lại là ổng chặn Zalo em luôn. Em mới điện thoại con số điện thoại, ổng cũng chặn, ổng tắt máy luôn. Là em mới hỏi qua bên anh giàu với anh Thiết đồ đó. Nhưng mà mấy anh đã tới quay thì ảnh nói chuyện để quay để giúp đỡ cho đúng rồi mình, cũng nói mẹ con mình hay là cũng nói là để quay để kiếm gì kiếm Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con em chứ không có nói là về quay để làm gì gì không có nói, cũng muốn nói giống như anh giàu vậy đó. Nên em không có nghĩ ngợi gì. Bây giờ dở lỡ ra vậy hả? Hôm qua em có đi về bên nhà mẹ em soạn đồ rồi cho bả. Người ta thấy người ta hỏi quá trời. Hỏi em cái gì? Hỏi về con Nhi nó bị đăng vậy á.
Vậy em cũng nói với người ta là bị nhiều người ta không 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 biết, ta tưởng Nhi bị vô đây hiếp dâm gầm cầu thiệt á chứ. Nhiều người lo lắng thoáng đó. Mày không bảo vệ được con mày. Tại vì hôm trước là Nhi nó kể là có tối ai bò xuống gầm cầu nè, bắt đầu lại thêm hai mấy ông đó đăng như vậy thì chết nhỏ rồi. Tại như bữa Nhi nó có kể đúng không? Là mấy ông này đăng đưa con người xuống gầm cầu. Kiếm hả? Không có, là nó đang ngủ trong cái mùng á. Rồi mới nắm tay nó, rồi nó giật mình dậy, nó mới nghĩ đâu là cái ông kia, cái chú kia. Rồi lát nữa nó mới tỉnh lại, động vẫn nó nắm tay nó thôi. Là cái ông bảo vệ của cái cầu này nè. Bữa em cũng gặp, em cũng nói chuyện với ổng á, ổng cũng xin lỗi rồi. Ổng chỉ nói, ổng nói là ổng thấy là đăng lên vậy đó. Sao ông đòi quan, sao bữa ông đòi quan hệ nhỏ luôn mà sao kỳ vậy? Đó, em cũng cảnh cáo ổng rồi. Ổng cũng không dám xuống này, lần đó là lần đầu tiên cũng như coi như lần cuối rồi. Chỉ là nắm tay nó thôi. Rồi nó cũng nạt, nó chửi ổng, nó đuổi ổng, ổng đi. Ổng nói là bữa đó ổng xỉn quá. Ổng không có cố tình vậy. Ổng nói là từ vậy tới là ổng không có như vậy nữa. Rồi cũng không có gì. Mà cho dù là cái gì nữa, mình làm nghề hay là mình yêu nghề cũng vậy nữa, cái gì không phải có cái tâm. Em nói thiệt, mấy anh mấy chị giúp em thì em cảm ơn. Mẹ con em khổ, có người giúp là em rất cảm ơn. Nhưng mà giúp thì giúp cho đàng hoàng chứ đừng có giúp rồi xong rồi cứ một đứt trục lợi kiểu đó. Con em nó còn lớn, nó còn đi lấy chồng tội nghiệp cho nó, đời con gái của nó nữa. Em chỉ nói gì thôi. Còn về ông báo là anh Tâm sự cố là em làm tới cùng, em không có tha đâu. Từ bữa đó tới giờ em điện quá trời, em cũng không thấy trả lời hay nói năng em một cái gì vậy đó. Em đâu có kêu rồi phải làm gì cho em hay là như thế nào đâu. Em kêu rồi lại làm clip, gỡ bỏ cái clip đó ra, rồi làm clip quay con Nhi là coi như là xin lỗi nó rồi nọ. Coi như nhận là mình có sai, có đăng để trục lợi vậy á. Chứ để cho người ta còn lấy cái danh dự của người ta đâu có muốn mình làm vậy đâu. Đúng rồi, chứ bé nó còn nhỏ, mới 15 tuổi mà đường đời nó còn dài. Tâm lý của nó nữa chứ không phải là đơn giản. Em nói anh, nó không phải là đơn giản là một câu nói, hai câu nói. Mình người lớn, mình từng trải nó khác. Còn nó, con nít làm như vậy á, rồi nó suy nghĩ sao. Rồi phải là nó thấy coi như là mẹ nó không bảo vệ được nó. Mẹ nó, như bữa đó cũng em đồng ý quay. Coi như mẹ nó dắt nó vô cám dỗ rồi nọ, làm cho nó hư rồi. Em đó không lo lắng được cho con em nó tốt rồi, bây giờ còn gặp được gạt chú đó nữa, không giúp được em mà còn hại em, hại luôn con em. Nói thôi con không về, con về ngoại chúng quay hoài, con không quay nữa đâu. Nó khóc, nó nói đã quay được một hai ngày đầu là nó đã khóc, nó không chịu rồi. Một hai cũng ổng cũng chú không năn nỉ, không nói được, giữ dằn vô. Nó con nít nó mới lớn, nó mới ham mua này mua nọ, tự nhiên mẹ nó khổ, mẹ nó mua được cho nó. Nói cho giữ vô đã, rồi cũng có làm gì. Rồi hôm nay rồi cho tụi cháu ăn cái gì vậy Vi? Mới nhân cơm với cá. Cá là người ta cho với xong mua. Cá chiên á, của người ta đưa. Ủa rồi đồ mặc được không? Hôm bữa chủ nhật tại có chị mà hôm qua hôm bữa đưa đó, nhưng mà hôm bữa anh vội quá, anh không có quay cho nên hôm bữa đưa cho có lô đồ mới làm ăn ăn hết bánh rồi. Nói chung cái chị đó chị cũng không chịu dũng tên, nói chung là anh cũng quay lên thì cũng nói chung là anh cũng chia sẻ, nhưng mà chị đó chị cũng thấy thì cũng có gửi hả? Dạ hộp kẹo đi còn, mà hộp bánh đi hết rồi không. Chạy vô lấy hộp kẹo cái hộp bánh đây, đây mày lấy nha. Đợi em thôi, cứ để nó trong đó mấy đứa nó ăn đi, lấy chị nó có ăn thì lấy ra ăn. Có hỏi con bữa cho mấy bộ đồ đi mặc thường không, cái bạn bè nó bị đuổi việc á, nhậu nhẹt tụ tập rồi nó quý lộn rồi bị bắt đưa đi. Rồi mẹ con em ở nhà thì ba mấy đứa nhậu là sao, nhậu nhẹt rồi mấy bạn bè tụ tập có người quý lộn rồi bị người ta bắt đưa đi. Nhậu nhẹt nó bị gây rối trật tự đúng không? Người ta bắt đền mà không, mình không có khả năng mình đền, với lại người ta thương á là em ở nhà em giờ mấy nhỏ không có khả năng đóng phòng trọ, bên phòng trọ đó người ta cũng tốt. Ở trước đây là mình gọi phòng trọ cho phòng tư là người ta cũng cho ở đâu được tầm hai mấy ba tháng đó, rồi người ta vòng vòng ở đó người ta cũng cho ăn uống rồi mấy nhỏ vậy, rồi được hai mấy ba tháng rồi người ta cũng lấy phòng lại, người ta cũng không đồng hết, đồng
hết nổi rồi. Còn về hoàn cảnh gia đình hai bên đó thì dòng họ rồi ai cũng đủ làm đủ ăn đúng không ạ, ai cũng có con cái riêng, ai cũng đi lao động đúng không ạ. Hồi xưa giờ là hai chồng em tự làm tự ăn thôi, rồi mẹ con em mới qua bên cầu Tân Thuận ở, cũng gần nửa năm đó. Bên cầu Tân Thuận thì bên đó thuê nhà trọ hay sao? Không, cũng là ở ngoài gầm cầu luôn, ở đài liệt sĩ, công viên đài liệt sĩ quân tư mình á, là gầm cầu Tân Thuận hai. À, ủy ban rồi người ta cũng đuổi nhiều lần rồi, người ta nói chuyện cũng đàng hoàng lắm, người ta nói là coi như là ở đây là nơi công cộng mà mẹ con em ăn ở đó sinh hoạt ở đó là người ta bị cấp trên la, người ta nói nhiều quá, nhiều lần quá, xuống đuổi nhiều lần quá rồi. Tự vì hoàn cảnh của em là em mấy đứa con nên người ta không có bắt đưa được tới trung tâm tập trung được, mà cứ mỗi lần như vậy là người ta bị cấp trên la gầy rồi nọ, thì không cảm cho người ta thì bữa đó là người ta cũng đuổi nữa, là đuổi đâu cũng gần chục lần rồi đó, người ta làm biên bản em mấy lần rồi đó. Mày im coi em đi dậy quá con không thấy biên bản để mày nói con đó là em mới đi mẹ con em đi lang thang cũng ngủ chỗ này chỗ kia rồi đi dài 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 đi mà cũng vậy đó, nó nắng quá thôi mẹ đi con không đi, nó ngồi nắng luôn. Ủa rồi trong quá trình đó đi đó thật mà rồi mấy mấy mẹ con đến thì mới đi xuống đây đó. Mới đi xuống đây là tới cũng xin ăn của người này kia trên trên đường đó, có ăn cơm rồi đó, người ta thấy được bê chai rồi thôi, được bê chai rồi bán. Người ta thấy người ta tự động người ta kêu vô cho cơm cũng có. Nói chung người Việt Nam mình cũng rất là hân nghị, cho tụi nó ăn uống rồi thì ngủ ở ngoài trước cửa nhà người ta đó, ngủ đỡ sáng rồi đi tiếp, rồi đi dài dài xuống tới đây, rồi hỏi người ta ở đây cái gầm cầu này có ai ở trong đây không? Ta chỉ nó gầm cầu này trên đây thì em mới vô coi thử rồi sao, rồi đi vô thấy trong đây trống, rồi cũng hỏi hai vợ chồng người ta ở ngoài kia ở trên đây có bị công an đuổi không, người ta nói là ở không có bị công an đuổi gì hết, nhưng mà có cái là tối là tối rồi là không có nước đi xin nước rồi thôi, là không có ai cho đồ ăn thường xuyên tại vì nó là gầm cầu mà gầm cầu Trung Quốc rồi nên là ít ai mà vô đây lắm, chỉ có lâu lâu người ta vô con cá rồi nọ thôi đó mình mới ở thử. Giờ đây rồi nước sinh hoạt rồi mình đi xin nước ở đâu? Thì mấy ngày đầu đó là em đi ra ngoài sáng rồi phải ra ngoài đi vòng vòng ở kiếm ăn, nhắc mấy nhỏ đi ra ngoài kiếm ăn thì thấy mấy người mình thấy là quá ăn trước nhà người ta có giờ nước á, thì mình nói với hoàn cảnh mình xin người ta, người ta cũng cho, tại vì sao quá kinh về không có nổi. Nên ra hỏi sáng sáng đi kiếm ăn thì kiếm như thế nào? Dạ. Đi xin hả? Xin mấy quán cơm, mấy quán mà người ta bán đồ ăn nữa là chứ chứ ở đây thì nhỏ. Dạ, đi xin. Rồi em hay tụi nhỏ ăn gì? Em mấy đứa nhỏ luôn. Em không gì, em không dám mà nó mất cỡ. Em dám mặt đi xin luôn hả? Thì em đứng đó mấy đứa nhỏ vô xin đứng chung đó luôn. Cũng có nhiều khi em vô xin. Em xin cho con em đúng ăn rồi, chính ra không? Nhiều khi em xin người ta mới cho, mà mấy đứa nhỏ vô xin ta ghét, người ta ghét ta không cho. Không có ý là em đứng gần cho nó đó. Anh biết rồi, ta mình mẹ em đứng ra như vậy nhưng mẹ biểu con vô xin người ta không thì cho. Thì em cũng ngại em không dám vô xin thì. Bây giờ mình phải xin. Mình phải xin cho con mình ăn thôi chứ sao giờ. Đúng anh Phú hả? Đúng rồi. Tại vì nói chung một quán cơm người ta bán nhìn mình ẩm hay con nhỏ đó, con bé nhỏ đó mình nhìn mình lem luống, nhìn mình. Người lem luống ta mới cho. Em mới ngại. Mới đứng ngoài cho mấy nhỏ vô sinh rồi đa số thì em tự em sinh nhưng nó không có nè. Rồi ngoài đi sinh nữa thì cũng đi lượm thêm ve chai hả? Đúng rồi, em lượm có mình cũng nhi là đa số là nó đứng vừa rồi chị Dung chơi với số bán bước vốn rồi đúng không, nếu có đi giới với sớm từ nhỏ đi bán người ta mới cho nhiều tiền hơn à. Nên bán người ta mua người ta vừa cho á. Tại bữa đó là em có đi lãnh trên đường Lê Yên Lương này nè, em không hiểu lý do sao mà người ta kêu là không có bán số cho lãnh đi bán lại, người ta nói gì đợi tới tháng 10 gì đó em không biết, người ta bán lẻ mà không đại lý mà đại lý mà ta bán lẻ ta không có bỏ lại ngay đối diện cái xăng đúng không. Rồi đi lên trên cũng có cái đại lý, rồi có cái đại lý bên tay trái bên đường nữa. Ok thôi, em đi, cố gắng kiếm thêm những cái đại lý, hỏi những người bán cái số, kiếm đại lý khác, người ta đã bỏ sĩ. Mà hỏi mấy bán, người mà người ta bán dạo, người ta cũng không chỉ nữa. Em cũng chả biết sao. Cái gì được? Rồi chứ hiện tại thì ở gầm cầu đây cũng được nửa tháng rồi đúng không? Dạ.
nửa tháng rồi thì mấy đứa nhỏ nữa ở nhà thì cũng ngày 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 em đi lượm ve chai. Chị xin ăn với lượm ve chai. Ngày em bữa giờ mấy anh mấy chị đăng lên vậy á, nói chung là người xấu cũng có mà người tốt cũng có. Nói như cái cô đó ở quận 4 á, ở 26. À, cô thấy đăng lên vậy đó rồi cô đem gạo nè, rồi trứng nè, rồi dầu ăn nè, nói chung là đồ gia vị rồi. Rồi nồi niêu son chảo rồi đem xuống nhiều lắm. À, là sao biết em ở đây mà đem xuống? Sao biết em ở dưới cầu này? Coi, chúng nó đó. Cái cầu này như người ta cũng có đi qua rồi sao? Có rồi. Cái gì? Có rồi. Gà trống. Tại vì tìm kênh anh đợt trước anh cũng có quay, anh cũng có nói luôn đâu. Hiện tại cái cầu này nó ở đường Lê Minh Lương. Thì thật ra mình chia sẻ. Nói chung là mấy anh chia sẻ rồi để cho mọi người ai giúp đỡ được thì họ tới giúp đỡ thôi, chứ cũng không phải nghĩ là mọi người tới để quay để kiếm những trục lợi cá nhân đâu đó. Như ngồi vậy coi không phải nói gì, chứ là mẹ em với bên nhà em cũng la cũng nói là khổ thì thôi, mình sống khổ chứ bây giờ đăng lên như vậy á thì biết rằng là cũng có nhiều người giúp, mà cũng có nhiều người người ta đâu có phải là giúp không đâu, mà cũng có nhiều người người ta không tốt không vậy rồi cũng không có hay cho mình. Coi như là em cũng nói là mọi người có thương mấy đứa con em thì có cho gạo thóc gì thì em xin cảm ơn, với em không quay nữa tại vì quay để giống như trường hợp của ông báo rồi thì không hay. Ok, anh hiểu đây hôm qua cho vì sao hỏi em có ở hoàn cảnh em nó như thế nào thực sự đó. Còn okay, về mà thuê nhà rồi là tốt hơn, là công anh làm tốt hơn để mua cái đứa cũng nhỏ. Anh giàu ảnh cũng có ý tốt là muốn kiếm nhà trọ để thôi, mà em nghĩ là con em vậy á không có ở được, tại vì ở của trước của sau là người ta cũng đuổi rồi thì nó quậy lắm, em cũng lấy xí nổi luôn, nó quậy nó phá lắm. Lúc đó mất công rồi phải dọn ra. Định em phải vậy, tôi nói chứ em định ở gặp cầu phải vậy sao được. Em phải có hướng dự định để cho tụi nhỏ nó sống chứ. Bây giờ nó quậy như thế nào đi thêm nữa. Cho tụi nó đi học đi hành chứ, nó không lẽ nó đi học em đi gặp đi học đi em phải làm giấy tờ cho nó đi học. Trong sớm nhất rồi. Còn mà về mà thuê nhà thì ai mà muốn ở trong nhà, nhưng mà ý em nói là con cái em vậy á. Ở nó quậy em có la, cũng có đánh dữ. Nói chung là mình dạy cho nó tốt chứ ai mà dạy cho nó hư, nhưng mà nó không có nghe. Nó lì lắm. Thì mất công dọn vô rồi lại phải dọn ra mất công. Bây giờ nếu có nhà trọ em có chịu ở không? Nói chung là em muốn ở nhà trọ. Thì em phải dạy cho tụi nó, em phải là cho nó đỡ lì đi. Giờ để em ngoan nó nghe lời, ở nhà trọ là mình phải kiếm công ăn việc làm, ngoài cái việc mà mình đi lượt ve chai thì mình kiếm công việc nào phù hợp để mình làm để có mức thu nhập để nuôi con chứ. Hai con cũng muốn đi học. Ai mà không muốn mình sướng, ai mà muốn con cái có chỗ ở đàng hoàng. Em nói anh nhiều khi mấy đứa này nói vậy rồi cuộc sống của anh đó, nhiều khi em bế tắc em cũng không biết làm cách nào nữa. Ủa sao nghe nói em định cho bớt một đứa con ngay mà không? Em giỡn thôi, chứ con em nếu em cho là em đã cho lâu rồi. Em giỡn, em hù tụi nó thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ nếu mà em mà có ý định em cho tụi nó, em đã cho từ mùa đại dương rồi, cho em sướng không? Rảnh tay rảnh chân em đi làm em nuôi con em cũng được vậy. Em có tay chân mà, em có sức lao động mà, chứ mà em chơi lười đâu. Nên nếu vậy là thì bây giờ kiếm nhà cho ở đây, cho tụi nó ở, Nhi giữ tụi nó em đi làm. Nhi giữ mấy đứa nhỏ hết rồi. Mà Nhi nó giữ gần á, tạo điều kiện bán vé số. Nhi nó giữ mấy đứa nhỏ bán vé số cũng được mà. Đúng rồi. Để bán một chỗ một điểm hoặc hai điểm. Không phải tôi nói tụi yêu cần phải đi nhiều. Cho tôi nói với tụi nó bán kiếm tiền bánh còn em đi làm. Không mà nếu mà bán vé số đợt này là em nhờ mấy anh giúp mấy anh là mấy anh tẩm vô. Chứ còn sợ là em không biết chỗ lãnh. Anh giùm em được lần đầu á rồi coi như là cho em biết chỗ rồi em đi lãnh nữa. Chứ để chỗ này là em. Bữa đó em đi xe đi con về đi kiếm đừng có vợ coi. Chứ giờ mình phải tính cái đường sinh sống chứ, giờ mình đi xin hoài cũng đâu có được ăn đâu nhiêu đâu. Mình phải cố gắng vượt lên chứ. Con lại đi. Cho em hỏi mấy giờ anh vào? 8 giờ rồi. Thôi bữa nay mình quay đi.
Nghỉ hả? Ngủ hả? Dậy rồi. Mẹ, sao ngủ sớm vậy? Mẹ, cho chú quay hình với cô đi. Miếng nhiều miếng. Nếu mà như thì hiện tại thì bên nội bên ngoại sao? Bên nội thì không còn ai hết, cũng không có. Bên nội thì còn ai nội cũng lớn tuổi. Bụi con gái đừng có chạy qua chạy vô, nó còn bụi nó bay lên coi. Dạ. Bên nội bên ngoại là còn đầy đủ hết đó, nhưng mà ông bà thì cũng lớn tuổi hết rồi. Ngồi chút rồi đau lưng nhức mỏi. Nhưng mà ông bà cũng không có điều kiện, ông bà cũng bỏ chồng. Đúng rồi, nhà ai cũng nhận thôi, nhà mướn mà. Là đủ. Sao em có đứa em gái không về ở chung em gái em á? Em cho. Gái em thì nó cũng có chồng có con. À, có chồng con rồi hả? Cũng nhà thuê nhà mướn không à. Gia đình em đây là thuê phòng trọ rồi nọ không à. Lương lao động không à. Đủ ăn đúng mà. Nó còn con nó nữa. À, hôm nay là người ta cho gạo với mì nhiều không? Dạ. Người ta cho gạo 10 kg gạo. Cái đồ ăn mình có cho đúng không? Với hai cái trứng và vịt với khô rồi nọ. Ở như đồ ăn đây cho thì ở đâu? Nấu cơm hả? Cho cả đó, nấu đây, có cho nồi đồ đầy đủ, em nấu nướng rồi. Cho khô rồi cho hai vịt trứng. Ăn được mấy ngày rồi. Hả? Người ta cho chứ. Hai bữa đó. Hai bữa hả? Trứng thì vẫn còn. Năm miệng ăn hết nhanh chóng mấy hồi, thì hai vị trứng với ký khô thì đâu bao nhiêu ngày đâu. Trứng thì con không có đụng tới. Bụi con gái cứ đừng chạy qua chạy luôn con. Cứ chạy qua chạy lại cho chú quay. Con mừng ngủ. Vậy là bé Nhi từ hôm bữa mà có mấy chú quay mà nói vậy là bé cũng sợ luôn, bé là về bên ngoài. Về ở bên ngoài. Ở bên ngoài bên đó thì có chỗ anh ở không, lên, không? Lên ông ngoại trên bệnh viện. À là bà ngoại đang bị bệnh nằm bệnh viện nên lên ở bên ngoại bệnh viện. Chứ ở nhà thì cũng ổn. Ủa hôm bữa em nói là mẹ em ở Vàm Cầu hay ở nhà chợ? Mẹ em ở nhà chợ rồi đúng không? Ủa đâu mẹ ở nhà chợ là bà ngoại đúng không? Mẹ ngoại em đó. Cũng đi làm với trai. Mẹ nói đừng có chạy tới giờ lôi bụi đồ không hay nọ. Mẹ em làm với trai hả? Cũng lục với trai rồi. Là bên là có mình bà ngoại hay là còn ai nữa? Là chồng sao cũng mẹ em là hai vợ chồng đi làm cho trai, hai chồng một với trai. Trời gia đình khổ quá trời. Rồi cũng chi phí ở chồng đi lục với trai bên, thôi. Mấy gì em thì người hùng vô chút cho thuê cái phòng nhỏ cho mẹ mướn. Là mẹ em cũng không đủ khả năng trả luôn, là mấy gì của em. Mẹ em á bả cũng bị tim với bị sĩ bẩm sinh á. Rồi hôm nào đến chở bà Nhi không chịu quay đâu, không chịu bà mới nghe cái vụ này là bà cũng không chịu quay luôn. Không ra chứ anh chở Nhi qua thăm bà được, thăm mẹ em được. Hôm bữa em viết một em nói qua thăm hỏi thăm tình em mới vừa kể hôm trước rồi à. Hôm sau là bà điện lên em nói mày hay quá à. Đó mày quay đi, nói chung là cũng tùy người em đó. Hôm bữa em nói chung quay có tròn lòng em thì mình cứ coi mà sao xui sao á, bả coi là coi kinh anh là không có gì hết đó. Cái em mới nói đó anh giúp vậy từ anh quay muốn giúp đỡ em. Còn nhỏ em mới nó coi là cũng đúng nghe kinh của ông báo luôn. Em không hiểu sao là nó coi được hay thiệt. Để thông tin mạng mà nó lên thôi vậy tối thì chắc về thành phố mà. Tối về mình rồi, không thôi, quay tới rồi. Mai quay đi chú. Mai quay hả? Hôm nay con đi xin bữa giờ sung sướng quá mà ở nhà không à, nói chuyện cho đàng hoàng nha, ổn lắm bây giờ. Con vệ sinh cho mẹ ra đi. Thôi nè, tới anh quay không có gì anh gửi tiền trong ngày cho hai mẹ con, cái gì ăn sáng mấy mẹ con ăn sáng nha. Chú gửi 100 luôn nữa 200 rồi. Hôm nào quay qua cho tiếp. Nay có đồ ăn thôi, rồi nào... giữ đi. Hết. Tụi bây sớm thì có gì tụi anh ghé qua thăm.